Mỗi ngày Peter đều nhìn thấy hình ảnh của Mary nhìn mình. Anh bị ông chủ cửa hàng bánh pizza trách đi trễ. Sau đó ông ta đưa anh 8 cái bánh pizza phải giao ngay cho khách trong vòng 8 phút nữa. Nếu không anh sẽ bị đuổi việc. Peter lao như tên bay trên phố. Vừa né được một chiếc xe tới đèn đỏ xém chút nữa là xảy ra tai nạn rồi. Nhìn đồng hồ thấy không kịp giờ, Peter chạy vào con hẻm. Sau đó người nhện xuất hiện với bánh pizza trong tay. Anh còn cứu hai đứa trẻ thoát khỏi nguy hiểm. Hai đứa trẻ cảm ơn người nhện. Anh tiếp tục lấy bánh đi giao. Đến nơi anh từ nhà kho bước ra. Nữ nhân viên này nói với Peter là anh đã trễ nên cô sẽ không trả tiền bánh. Về cửa hàng ông chủ rất bực tức, thế là Peter bị đuổi việc. Tiếp theo đến tòa soạn, cậu lại bị mất công việc lần nữa. Chủ tòa soạn chê Peter chụp ảnh xấu, ông ta chỉ muốn ảnh của người nhện. Peter lúc này rất cần tiền nên anh đưa ông ta một tấm ảnh của người nhện. Ông liền làm trang nhất của báo với tên hiểm họa đeo mặt khủng bố thành phố. Ông trả cho Peter giá rất thấp rồi đưa tấm sách cho anh gặp thư ký lấy tiền. Tuy nhiên vẫn không đủ trả cho khoản tiền anh ứng trước. Peter đến trường học, anh đụng trúng giáo sư Canners. Thật ra anh đang trên đường đến lớp của vị giáo sư này. Ông nói Peter điểm số tụt thê thảm, thường xuyên đến trễ, em luôn trong trạng thái kiệt sức. Peter muốn được học ở đây, và anh nói mình sẽ viết bài nghiên cứu về tiến sĩ Otto Octavius. Giáo sư cho anh một cơ hội để làm bài. Ông khuyên anh hãy làm cho tốt, nếu không sẽ đánh rớt. Về đến nhà thật ngạc nhiên, trước mặt anh là Harry, còn có cả người anh yêu nữa. Hôm nay là sinh nhật của anh, đã 2 năm kể từ ngày bố của Harry qua đời. Đây là lần gặp gỡ của cả ba người bạn sau một thời gian dài. Giờ đây Harry là trưởng bộ phận nghiên cứu của OS Corp, Mary là diễn viên nổi tiếng. Harry còn nói với Peter Mary đã đợi cậu suốt 2 năm qua, chỉ tại cậu luôn tránh mặt cô ấy mà thôi, dù biết là bản thân rất yêu Mary. Harry muốn Peter nói cho mình biết người nhện là ai, tại sao hắn lại giết chết ba của anh. Peter còn thấy thông báo tịch thu nhà do không trả được tiền thế chấp. Nắm lấy tay dì May, dì hỏi anh hôm nay có vui không? Peter lo lắng cho dì May, anh nói mình đã thấy lá thư của ngân hàng. Dì nói chẳng sao cả, ai cũng vậy thôi. Dì còn lấy $20 cho Peter đi xe về nhà. Dì khóc vì nhớ chú Ben, đã 2 năm kể từ ngày chú mất, thật sự dì có một phần trách nhiệm cho chuyện đã xảy ra hay không? Sau đó dì còn gói bánh cho Peter đem về. Khi đổ rác, Peter đã gặp lại Mary giống như lần đầu anh nói chuyện với nàng cách đây 2 năm trước. Nàng hỏi Peter có muốn nói gì không? Anh nhìn nàng, trong trái tim anh như ngàn vết cắt. Anh muốn ôm nàng vào lòng và nói anh yêu em rất nhiều. Nàng chúc mừng sinh nhật anh rồi rời đi. Mary nói mình có bạn trai rồi, Peter bàng hoàng. Sau đó anh nói ngày mai sẽ đến xem nàng biểu diễn, nàng rất mong chờ điều đó. Peter trở về nhà, chủ trọ bảo anh đã thiếu tiền nhà một tháng rồi. Peter hứa sẽ trả vào tuần sau, hiện tại anh chỉ còn $20 thôi. Ông ta nhanh tay lấy số tiền này, còn cảnh cáo anh không được bỏ trốn. Cô con gái của ông rất thích Peter. Vào phòng Peter ngồi trầm ngâm, mọi gánh nặng đè lên con người nhỏ bé này. Sáng hôm sau anh đến OS Corp, Harry giới thiệu anh với tiến sĩ Otto Octavius. Ông tiến sĩ biết cậu đến làm gì, ông nói cậu rất thông minh nhưng cậu cần phải chăm chỉ hơn nữa, vì thông minh là một đặc ân. Ông muốn anh sử dụng nó cho nhân loại. Cậu vừa nhìn sơ qua đã nói lên hết ý tưởng và tâm huyết của tiến sĩ Otto, ông rất thích chàng trai này. Tuy nhiên nếu một sai sót nhỏ xảy ra hậu quả sẽ không thể tính được. Vợ của tiến sĩ khuyên ông ngủ sớm để mai thuyết trình, tuy nhiên ông không thể ngủ được, đây là nghiên cứu cả đời ông làm. Vợ ông hỏi Peter có bạn gái chưa, chàng trai ấp úng trả lời không rõ nữa. Otto khuyên cậu không nên giữ trong người, vì nếu đánh mất đi rồi sẽ không tìm lại được. Ông khuyên Peter hãy đọc văn thơ nhiều sẽ giúp tình cảm tốt hơn, anh liền mua mấy quyển đọc liền. Đến tối anh thay đồ vest thật đẹp đến xem Mary biểu diễn, anh chọn một bó hoa thật đẹp như là Mary vậy. Trên đường đi có một tên cướp đụng vào Peter, giữa tình yêu và trách nhiệm Peter buộc phải làm theo lý trí của mình. Anh dùng mạng nhện cứu người dân rồi bản thân đuổi theo tên cướp. Hai tên cướp bị treo trên cột đèn. Mary hồi hộp trước buổi diễn, nàng trông chờ vào lời hứa của Peter nhưng lại thất vọng. Các bạn biết đó, để người mình yêu thất vọng thì sẽ càng có khoảng cách. Nhân viên không cho anh vào trong vì đến muộn, vì vậy Peter ngồi đợi nàng bên ngoài. Khi thấy nàng đi ra từ nhà hát anh đã từng bước qua, nhưng chưa kịp đi thì đã thấy nàng hôn người khác. Trái tim anh thắt lại lặng nhìn người mình yêu đi với người khác. Peter lại lên đường vì công lý, trách nhiệm của người nhện. Vừa bay qua tòa nhà thì Peter bỗng rơi từ trên cao xuống. Peter đã mất đi khả năng bắn tơ, thị lực lại trở về như xưa, anh phải đi thang máy như người thường. Peter buồn bã đi về nhà, anh thấy hình ảnh của Mary khắp nơi. Anh đến trạm điện thoại để nói cho nàng biết nguyên nhân mình không đến, nhưng nàng đã rất chán với những lời nói hứa hẹn, cô nàng không muốn nghe anh giải thích rồi điện thoại hết tiền. Mary đã không còn quan tâm đến anh nữa. Tay vẫn cầm điện thoại, Peter buồn bã trong lòng, nếu giờ nói sự thật liệu còn kịp không? Sáng hôm sau chàng trai Peter đến buổi thuyết trình của tiến sĩ Otto, đây là thí nghiệm nhiệt hạch sẽ cung cấp nguồn năng lượng an toàn, có thể tái tạo và rẻ cho mọi người dân. Ông mở cho mọi người xem 4 cánh tay người máy, đây là trợ lý của ông, chúng miễn nhiễm trước sức nóng và từ tính. Những cánh tay này được điều khiển bởi bộ não của ông, dây nano cắm trực tiếp vào não bộ cho phép ông điều khiển phản ứng nhiệt hạch. Nhưng mọi người vẫn lo ngại là những trí tuệ nhân tạo này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nó bảo vệ chức năng của bộ não để chúng không điều khiển ngược lại ông. Tiến sĩ Otto bắt đầu thí nghiệm, ông lấy chi ti một nguyên tử quý hiếm để vào trung tâm.
các chùm ánh sáng chiếu vào, một quả cầu hiện lên thí nghiệm đã thành công. Đây là một bứt phá hơn cả mong đợi. Tuy nhiên thí nghiệm bắt đầu có sai sót, những vật dụng nữ trang bắt đầu bị hút vào, nhưng tiến sĩ nói mình có thể kiểm soát được mọi chuyện. Sau đó người nhện xuất hiện và cứu Harry một mạng, nhưng vợ của tiến sĩ thì không may như thế, bà ta đã bị miếng gương vỡ đâm chết. Nhìn thấy cảnh này tiến sĩ chưa kịp phản ứng thì quả cầu lửa đã phát nổ, phá hủy con chip làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng ông. Peter đã tháo các phích cắm nguồn điện cứu sống một mạng cho ông. Lúc vào bệnh viện những xúc tu này đã bám vào dây thần kinh chặt chẽ, các bác sĩ chuẩn bị cắt xúc tu của tiến sĩ, thì chúng bắt đầu tỉnh dậy và giết hết các bác sĩ. Chủ tòa soạn loan tin này trên khắp các mặt báo, mọi người đều biết đến tiến sĩ Otto với cái tên tiến sĩ Bạch Tuộc. Tại một nơi hoang vắng trong thành phố, tiến sĩ phát hiện vợ mình đã chết, bản thân ông cũng không thể điều khiển các cánh tay người máy này theo ý muốn, ông đã bị tha hóa bởi sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. Ông đến ngân hàng cướp tiền, xui cho ông ta là Peter lúc này cũng đang ở đó với bà của anh. Tiến sĩ Bạch Tuộc đã bắt dì May làm con tin của hắn, anh đã cứ lấy dì của mình. Tiến sĩ Bạch Tuộc nhân cơ hội tấn công Peter, dì May đã giúp Peter né đòn tấn công, hắn ném dì May từ trên cao xuống. Peter đã cứu được dì của mình, lúc này dì May cũng đã thay đổi cách nhìn về người nhện. Tại một buổi dạ tiệc, Peter vô tình thấy Mary tay trong tay với một nhà phi hành gia. Đến gặp nàng, anh bắt đầu thổ lộ với nàng nhưng nàng nói đã quá trễ rồi, những người thân của nàng đều đến bên cạnh nàng những lúc hạnh phúc và cô đơn, nhưng người nàng yêu đã ở đâu? Những lúc như vậy sau chừng ấy năm, Peter vẫn không đem lại cho nàng một hy vọng nào, rồi cả đến bạn thân Harry cũng bức xúc với Peter. Anh đã cướp Mary, cướp đi tình cảm của bố Harry, cướp mất bố anh khi Peter bao che cho người nhện. Sau đó anh còn nghe tin thông báo Mary sắp kết hôn với anh chàng phi hành gia. Lúc trở về nhà, khả năng bắn tơ của Peter đã mất hẳn, Peter rơi từ trên cao xuống. Anh đi khám, bác sĩ bảo anh bị vấn đề thần kinh do căng thẳng quá nhiều. Bác sĩ nói chắc cậu cảm thấy điên lắm khi không biết mình là ai, linh hồn cậu đã biến mất. Anh ngồi trên giường suy nghĩ về chú Ben, anh tâm sự rằng mình rất yêu Mary. Chú Ben nói với Peter cháu được cho một món quà, hãy nhớ sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng lớn. Peter đã quá mệt mỏi giữa lựa chọn đam mê giải cứu mọi người và cuộc sống của một người bình thường. Anh đem bộ đồ người nhện ném vào thùng rác, từ chối đi giấc mơ của mình. Bắt đầu cuộc sống là một Peter chăm học, yêu đời, đúng giờ. Thầy giáo của Peter rất tự hào về anh. Anh cũng đi xem Mary diễn kịch, Mary đã nhận ra hình bóng anh. Anh mời cô nàng đi ăn nhưng nàng bảo mình sắp kết hôn, Peter đã đến quá trễ. Thật ra chúng ta chưa từng bắt đầu và cũng chưa kết thúc bao giờ. Peter đau lòng nói tớ cũng là con người mà, tớ đã thay đổi rồi. Mary nhìn anh rồi bỏ đi. Lúc này một người nhặt rác đem bộ đồ người nhện đến tòa soạn. Chủ tòa soạn hống hách nói cuối cùng báo chí đã chiến thắng, người nhện đã bỏ cuộc. Người nhân viên cầm bộ đồ cảm thấy ngậm ngùi tiếc nuối. Các mặt báo loan tin người nhện đã biến mất. Trên đường đi học về, Peter thấy hai tên to con đánh một người ốm yếu. Anh đã quay lưng bỏ đi cũng như anh từ bỏ ước mơ của mình vậy. Peter cũng nói thật với dì May cái chết của chú Ben anh cũng có trách nhiệm. Anh kể lại mọi việc xảy ra đêm hôm đó. Chính anh đã thả tên cướp đó, anh cũng là người nắm tay lúc chú mình mất. Không tin được những gì trước mắt, dì May bỏ lên phòng. Lúc này tiến sĩ Bạch Tuộc cũng đã dựng lên các công trình nghiên cứu của ông. Thứ ông cần duy nhất đó là Chitty. Hắn đến tìm Harry để cướp Chitty. Hắn định giết Harry nhưng anh ra điều kiện. Chỉ cần đem người nhện đến cho anh sẽ cho ông ấy tất cả số Chitty mà ông cần. Anh còn dặn ông đừng làm hại Peter. Peter thấy một căn nhà bị cháy cũng giống như lần đầu anh cứu người, nhưng lúc này anh đã không còn là người nhện. Anh liều mạng cứu sống một em bé. Thay vì được gieo hò ca ngợi thì anh hay tin trên lầu vẫn còn người và họ đã chết, bởi vì Peter không phải là siêu anh hùng. Anh đã tự trách bản thân liệu con đường mình chọn có đúng không. Cô con gái chủ nhà đến gõ cửa, nàng mời anh dùng bánh và một ly sữa. Thật ra nàng rất thích Peter, nàng đưa anh một tấm giấy của dì May. Peter vội đến tìm dì May, dì đang dọn nhà. Dì cảm ơn Peter đã dũng cảm nói sự thật với dì và cậu nhóc dọn nhà, cũng rất ngưỡng mộ người nhện. Dì May nói, với Peter có rất ít người hy sinh bản thân can đảm để vì người khác như vậy, đó là tấm gương để chúng ta yêu quý. Luôn có một người hùng cho chúng ta trung thực, sức mạnh làm chúng ta cao thượng và cuối cùng là cho chúng ta chết trong kiêu hãnh. Cho dù có lúc anh ta phải từ bỏ những thứ mình mong muốn nhất, ngay cả những giấc mơ, mọi người cần người nhện. Anh chàng Peter bắt đầu nhảy qua tầng lầu, nhưng không may là sức mạnh kia vẫn chưa trở lại, anh bị té ngã. Mary hôn người chồng sắp cưới theo kiểu mà nàng đã hôn người nhện, nhưng lần này nàng không phấn khích như xưa. Lúc này ở một nhà hàng nhỏ, Mary hẹn Peter đến. Nàng đã thay đổi lại suy nghĩ, nàng muốn bên cạnh anh, chấp nhận tình cảm của anh. Peter đã từ chối lại tình cảm của nàng. Đúng là cuộc sống như một vở kịch. Trái tim của nàng lại bị xé nát lần nữa. Mary muốn anh hôn mình. Tiến sĩ Bạch Tuộc đã đến. Hắn không giết Peter nhưng hắn bắt lấy nàng để ép Peter khai nơi ở của người nhện. Lúc này Peter đã lấy lại sức mạnh của mình, anh tìm đến tên tiến sĩ kia. Hai bên đánh nhau kịch liệt, cuối cùng rơi xuống một đoàn tàu, lợi dụng con người để uy hiếp người nhện. Hắn ta có dịp phá hỏng hệ thống lái làm con tàu tăng hết tốc lực. Anh nhìn ra phía trước là đường cùng, Peter dùng chân để cản lại, sau đó dùng mạng nhện để kéo lại. Tuy nhiên đoàn tàu vẫn không ngừng lao về phía trước, anh bắn hết tất cả số mạng nhện bản thân mình có để kéo đoàn tàu trở lại.
đoàn tàu đã dừng lại được rồi, mọi nguy hiểm tạm thời đã qua đi. Peter kiệt sức, mọi người thay phiên đỡ anh vào trong. Một chàng trai đáng tuổi con của họ là một siêu anh hùng. Peter tỉnh lại thấy mặt nạ không còn nữa, mọi người nói với Peter hãy yên tâm họ sẽ giữ bí mật này. Sau đó Peter đội mặt nạ lên, mọi người đỡ anh dậy. Tiến sĩ Bạch Tuộc đến bắt anh đi, Harry đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, trước mặt anh là người đã giết cha mình, cơ hội báo thù đã đến. Khi lột mặt nạ ra anh không thể tin nổi người bạn thân nhất này chính là người nhện. Peter nói với Harry rằng Otto đã bắt cóc Mary, cầu xin anh hãy cho biết chỗ của hắn để anh có thể ngăn chặn mọi chuyện trước khi quá trễ. Có được chi tiết, hắn bắt đầu vận hành thí nghiệm hiện hạch, hắn nói người nhện đã chết rồi. Tuy nhiên Peter đã đến, anh chiến đấu với tiến sĩ Bạch Tuộc. Thí nghiệm nhiệt hạch lại xảy ra sự cố, bắt đầu hút tất cả mọi thứ gần nó, Mary cũng bị hút vào. Peter quay lại cứu nàng, anh lại bị Otto tấn công. Sau đó Peter dùng dây điện đỡ đòn tấn công. Anh gọi tiến sĩ dậy, anh kéo mặt nạ ra, đây là cậu học trò Peter. Anh mong ông hãy chỉ mình cách tắt quả cầu lửa này đi. Ông dùng xúc tu siết cổ Peter. Anh nói về thí nghiệm này là để mang lại lợi ích cho loài người. Những xúc tu đã làm thầy thay đổi. Đôi khi làm điều đúng chúng ta phải kiên định, từ bỏ đi những thứ mình yêu quý nhất, ngay cả những giấc mơ. Tiến sĩ đã đồng ý với những lời nói của Peter. Ông nói còn một cách có thể tắt nó, đó là dìm nó xuống dòng sông. Ông cản Peter lại vì ông là người tạo ra nó và chính ông sẽ kết thúc nó. Mary ngỡ ngàng khi biết Peter chính là người bảo vệ cô bấy lâu nay. Một bức tường sụp đổ, Peter đã nhanh chóng đỡ nó khỏi Mary. Anh dùng cả sinh mệnh của mình để có thể bảo vệ người mình yêu. Anh đã thừa nhận mình yêu Mary rất nhiều. Tiến sĩ Otto đã dìm quả cầu xuống dòng sông với chính ông. Có lẽ đó cũng là lúc giấc mơ của ông sụp đổ theo. Peter ôm lấy nàng bay khỏi nơi nguy hiểm này y như 2 năm trước anh cứu nàng vậy. Lúc này Peter mới nói sự thật tại sao hai người không thể bên cạnh nhau. Anh không thể để nàng nguy hiểm. Anh lại từ chối Mary. Nhưng lần này Mary đã hiểu được nỗi khổ tâm của Peter. Cô nhìn Peter là một người nhện với đầy suy nghĩ. Harry lúc này bị ảo ảnh của người cha. Ông muốn Harry giết chết Peter để báo thù. Anh ném con dao làm bể tấm kính, phát hiện một căn phòng bí mật. Bên trong có chứa ống serum mà cha anh đã phát minh, còn có cả bộ giáp và tấm lướt. Lúc này Mary chuẩn bị cho hôn lễ. Nàng bước lên để lại bức thư cho chú rể, sau đó bỏ đi theo tiếng gọi của con tim. Nàng đến căn hộ của Peter. Nàng nói mình không thể sống nếu thiếu Peter. Cho dù có chết thì bên cạnh người mình yêu nàng cũng cam tâm. Nàng muốn cùng anh đối mặt với những nguy hiểm. Thật sai lầm khi chúng ta chỉ sống là phân nửa của chính mình. Em yêu anh. Hai người ôm hôn nhau. Khi có tiếng gọi kêu cứu, anh phải thi hành công lý. Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Mary đã hiểu được những nguy hiểm mà một mình Peter phải gánh chịu. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.